Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay sẽ giới thiệu đến anh em chiếc máy cassette. Chiếc máy này là máy Teclit M202, một trong những cái model được mệnh danh là máy in tiền thập niên 80-90. Con này là hai cưới băng thì đã quá nổi tiếng rồi. Hôm nay hàng về thì em sẽ quay lên và giới thiệu cho anh em. Thì anh em có thể thấy thì chiếc máy Teclit M202 này thì nó sẽ có cấu hình hai bên là hai cái hộc băng, và tất cả các cái tính năng của nó chơi đều rất là tốt. Anh em có thể thấy đây, nó có một nút nguồn. Con này thì sử dụng nguồn điện là 100V, hàng nội địa Nhật. Bây giờ em sẽ test cho anh em nghe. Đây là cuốn băng mộc san. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mở và hát trên cái con đài radio Telefunken Balizo này. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh sao từ thuở nào. Đài này là đài mô lô nhé. Một mảnh cuộc tình quê xa mong manh, có chơi vơi ngược dòng đời, nhìn chung dòng sông có máy về rất là đẹp, những cái lúm lút này xi mạ rất là tốt. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mưa trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.